bây giờ em sẽ cho chị xem lại cái hình ảnh đầu tiên mà mình đến đây ha chị ha. Đây thì những cái hình ảnh này là cái vết tràm của mình nó rất là đậm và nó lan cái vùng diện tích nó cũng khá là lớn đấy, từ cái phần hốc mắt này đến lan đến phần cánh mũi và hết nửa cái má luôn của mình. Nó rất là đậm và đen nhiều. Cái này là trước đây là mình có được từng đi đâu chị ở đâu chưa? Chị chưa đi đâu. Đến đây là lần đầu tiên luôn á. Đây thì cái tràm nó cái chân nó rất là sâu, nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì cái phần này nó đã hoàn toàn đã được xử lý luôn rồi này, và trả lại cái khuôn mặt rạng rỡ cho mình rồi. Và khi mà mình điều trị hết những cái cảm xúc của mình như thế nào? Chị rất là vui mừng gặp lại người quen á, thì người ta nói ủa hình như cái mặt em cái bướm nó mất tiêu rồi. Nhìn kỹ mới biết chứ không, chứ cũng gần hết rồi đó. Thì chị có muốn nhắn nhủ gì với những cái anh chị có cùng hoàn cảnh giống như mình? Nếu mà chị em nào mà có cái bóp giống như mình á, thì cứ tự xin mà đi đến cái địa chỉ 138A Nguyễn Chiểu, 138A Nguyễn Chiểu, hoặc là ở cơ sở ở Hà Nội là 208 Hoàng Ngân. Ohio. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị nhé. Điều trị chăm bóp hãy đến Ohio. Trên 532.000 ca chăm bớt đã được xóa sạch tại Ohio. Còn bây giờ, đến lượt bạn.